Vâng, xin giới thiệu bạn, Thành đang có mặt tại siêu thị AEON Bình Dương và đang ở trên lầu 3 của siêu thị AEON này. Hôm nay Thành đang có mặt tại khu ẩm thực và ghi lại những hình ảnh tại khu ẩm thực này để gửi tới tất cả quý vị và các bạn trong video của Thành ngày hôm nay. Rất mong quý vị và các bạn luôn theo dõi, đồng hành cùng video của Thành các bạn ạ. Vâng, Thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều. Vâng, đây là khu ẩm thực. Hôm nay các bạn trẻ đến đây để trải nghiệm và thưởng thức những món ăn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam các bạn ạ. Một khung cảnh cũng rất là nhộn nhịp tại khu ẩm thực này. Vâng, các gian hàng ẩm thực này chủ yếu là các bạn trẻ đến đây để trải nghiệm và thưởng thức những món ăn nhanh các bạn ạ. Vâng, đây là những mặt hàng lẩu các bạn ạ. Vâng, ở đây là gian hàng ẩm thực đến từ Nhật Bản. Vâng, đến từ đất nước mặt trời mọc các bạn ạ. Các bạn trẻ hôm nay đến để thưởng thức những món ăn đến từ đất nước mặt trời mọc rất là nhiều các bạn ạ. Phía trước các bạn là những hình ảnh tại gian hàng của ẩm thực này. Vâng, đây cũng là một gian hàng đến từ đất nước mặt trời mọc các bạn ạ. Trong những cái mặt hàng về ẩm thực các bạn ạ. Chủ yếu là các bạn trẻ đến đây để tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những món ăn đến từ Nhật Bản. Vâng, ở đây cũng khách nước ngoài cũng rất là nhiều các bạn ạ. Vâng, các bạn có thể thấy được là những hình ảnh khu ẩm thực này sôi động hơn nhiều với những cái khu thời trang các bạn ạ. Vâng, ẩm thực buffet là nướng. Vâng, ẩm thực buffet nướng và hoặc lẩu là có giá từ 229.000 trên một người các bạn ạ. Bao gồm vâng, xin giới thiệu bạn, đây là lầu 3 của siêu thị AEON Bình Dương các bạn ạ, khu bán ẩm thực. Vâng, đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam các bạn ạ. Vâng, ở đây xin giới thiệu bạn cũng như là nhà hàng vậy các bạn ạ. Mọi người đến đây để thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là nhiều. Thành mong rằng tất cả quý vị có dịp về Bình Dương mình trải nghiệm không khí siêu thị AEON nơi đây và mua sắm cho mình những thứ cần thiết tại siêu thị AEON này các bạn ạ. Vâng, xin giới thiệu bạn là tầng 4 là khu rạp chiếu phim các bạn ạ. Rạp chiếu phim của bạn trẻ nên là mình cũng có thể là không lên tham quan ở khu tầng 4 các bạn ạ. Mình chỉ đi tham quan khu ẩm thực tại tầng 3. Vâng, tối thứ Bảy nên là mọi người đến trải nghiệm thưởng thức những món ăn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam các bạn ạ. Rất là dễ thương, cô bé rất là dễ thương các bạn ạ. Ok, chào em nhé. Vâng, một quán ăn này cũng rất là đông các bạn ạ. Đến từ đất nước Nhật Bản. Vâng, các ẩm thực này là đến từ đất nước mà Nhật Bản các bạn ạ. Vâng, rất là sôi động trong khu ẩm thực này. Vâng, khu ẩm thực này chủ yếu các bạn trẻ nam thanh nữ tú thôi các bạn ạ. Họ đến để trải nghiệm siêu thị và thưởng thức những món ăn của đất nước Nhật Bản, đất nước Hàn Quốc và Việt Nam các bạn ạ. Vâng, Thành vừa đưa bạn đi trải nghiệm tham quan khu ẩm thực tại siêu thị AEON Bình Dương này các bạn ạ, trên lầu 3. Vâng, Thành xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người và các bạn một buổi tối an vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Thành. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.